Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái đề số 1 thì thầy đã quay xong cho các em ở tới cái bài số 4 rồi đúng không nào? Để chúng ta đã áp dụng được cái tính chất chạy điểm số bằng nhau vào cái bài số 3, bài số 4 để chúng ta giải rồi. Cái đề này là một trong những đề nó cũng tương đối là khó chứ không dễ các em nhé. Nó có những bài dễ, ngược lại nó cũng có những cái bài rất là khó. Nếu mà em giải được hết cả cái đề này á, thầy nghĩ trình độ của em rất là ok rồi đó. Nè, từ 9 điểm trở lên, thầy không cần em 10 điểm, 9 điểm trở lên thôi. Trong clip này thầy sẽ quay tiếp cho em bài số 5 và bài số 6 hình học ha. Tính số đo x, y, z ở, nhớ này, thầy giảng về phần lý thuyết trước. Trong một tam giác ABC thì em nhớ thầy những này. Tổng số đo của ba góc trong một tam giác bằng bao nhiêu độ? Bằng 180 độ là cái thứ nhất. Nếu như nó rơi vào trong tam giác vuông, dù ở A, nếu vuông ở A nghĩa là góc A này bằng 90 độ thì từ đây chúng ta suy ra góc B cộng góc C này sẽ bằng 90 độ. Chúng ta gọi hai góc này là hai góc phụ nhau. Đó, ta phải nắm thầy. Một cái nữa thầy quên, đó chính là góc ngoài. Ví dụ thầy cho tam giác ABC như thế này. Giả sử thầy cái góc này gọi là góc ngoài để tia CX nha. Cái góc ACX, cái góc ACX này nó sẽ bằng tổng của hai góc trong không kề với nó, đó chính là góc B cộng cho góc A. Nhớ không thầy như vậy? Bạc cái này em hiểu chưa nào? Tại vì cái bài này á, ở cái hình này này, tí nữa thầy sẽ chỉ em cách sử dụng góc ngoài này này. Cái bài này nó có hai cách giải em nhé. Tí thầy chỉ. Rồi, những cái kiến thức cơ bản cần nắm ta phải nắm như vậy. Thì thầy đã nói rồi, thay vì mà thầy ôn tập thì thầy hệ thống như vậy nó cũng rất là tốt. Khi hệ thống rồi nó có bài tập người ta vận dụng là người ta làm nhanh lắm em. Và hiểu rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ nè, cái hình đầu tiên, ở đây chúng ta tìm x, chúng ta thấy góc A, góc B, góc C để tìm góc A ở x ở đây. Thì chúng ta tổng số đo của nó là bằng 180, chúng ta trừ hai thằng này ra là ra được x này thôi. Cái bài này rất là dễ. Trong cái tam giác ABC có gì? Có góc A cộng góc B cộng góc C bằng 180 độ. Được nè. Bây giờ góc A thì chúng ta sẽ thế là bằng x. Góc B ở đây chúng ta chỉ ghi bằng 80 độ. Góc C ở đây sẽ là 50 độ. Đó. Như vậy x này sẽ bằng 8 cộng 50. 80 cộng 50 là bằng 130 độ. Đó. Như vậy x này người ta chuyển vế độ dấu giống như tôn đại thôi. Như vậy đây sẽ bằng 50 độ. Vậy góc A đây sẽ bằng x và bằng đây là 50 độ. 50 độ. Hiểu chưa? Cái bài đấy thì rất là dễ rồi, cực kỳ dễ. Rồi bây giờ tới cái bài đây. Cái bài đây thầy sẽ làm cho các em hai cách. Được không nào? Cứ thầy nắm được cái gì, những cách nào mà dễ hiểu nhất và thầy còn truyền đạt thì thầy sẽ chỉ cho em hết. Là đây, em nhìn nè. Cách 1. Nhìn nè, cách 1. Cách 1 thầy không sử dụng, cách 1 thầy sẽ không sử dụng cái góc ngoài mà thầy sẽ tính cái y này trước nha. Để tính cái y này trước thầy phải tính tổng cái số đo của góc D này trước. Góc D ở đây các em thấy là nó chia thành hai góc nhỏ, đây là 35 cộng 35 thì chứng tỏ nó sẽ là 70 độ. Chứng tỏ đây là cách 1 này. Ta có này. Góc D này sẽ bằng góc D1 cộng D2 sẽ bằng 35 độ cộng cho 35 độ thì góc D chúng ta sẽ bằng 70 độ. Như vậy chúng ta xét có trong tam giác. Trong tam giác này chúng ta ghi rõ nha, DFE có góc D cộng góc F cộng góc E sẽ bằng 180 độ. Thầy mục đích sẽ tính góc F ở đây, nghĩa là tính Y trước đấy. Như vậy D ở đây thầy thế đây là 70 độ, F này là Y, E này là 30 độ. Các em hiểu chưa? Thầy tính hai cách nhưng chắc chắn nó sẽ ra cùng một kết quả các em nhé. Các em muốn áp dụng cách nào thì áp dụng. Tiếp tục em.
chúng ta sẽ cộng lại, y sẽ cộng 70 cộng 30 bằng 100 độ. Từ đây chúng ta suy ra y sẽ bằng là 180 độ trừ cho 100 độ thì sẽ bằng là bao nhiêu em? Bằng 80 độ. Vậy ở đây là y sẽ bằng là 80 độ. Như vậy chúng ta đã tính được y ở đây. Y ở đây khi đó chúng ta sẽ áp dụng trong tam giác là DFG. DFG là góc D ở đây sẽ bằng là 35 độ, đây 80 độ thì chúng ta sẽ tính ra được góc Z ở đây. Được chưa? Trong tam giác nào chúng ta phải ghi rõ ra, trong tam giác DFG có, ở đây chúng ta gọi nó chính là góc D1 đi. Đây là góc D2. Ta ký hiệu ngô nha, chúng ta cùng ký hiệu trên hình như vậy luôn để các em dễ gọi. Góc D1 cộng góc F ở đây là chúng ta ký hiệu đây là G1 và đây G2. Tổng góc G1 sẽ bằng 180 độ. Đó. Như vậy D1 ta đây là 35 độ. F chúng ta tính hồi này là 80 độ. G1 là cái chúng ta cần phải tính đó chính là Z. Hiểu chưa? Như vậy 35 mà cộng với 80 thì bằng 115 độ. Từ đây ta suy ra Z sẽ bằng 180 độ trừ cho 115 độ. Kết quả ở đây sẽ bằng lại 65 độ. Đó. Vậy Z bằng 65 độ. Xong. Đó là cách 1. Các em nhìn giùm thầy toàn bộ cái cách 1. Được chưa nào? Bây giờ thử thầy giải cách 2. Xem thử y nó có phải bằng 80 độ và z bằng 65 độ hay không nha. Rồi, cách 2. Chúng ta cũng ký hiệu giống trên hình này, nhưng mà cách 2 á thì thầy sẽ không tính f trước mà thầy sẽ tính z trước. Cách này thì nhanh hơn. Nghe thầy nói này, tính z nghĩa là tính G1, cái góc này. Cái góc này đó chính là góc ngoài của góc gì? Của góc G ở đây. Cái góc này là gọi là góc ngoài của góc G ở đây. Mà theo hồi nãy thầy đã giảng em ấy, số đo của góc ngoài thì bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Như vậy hai góc trong không kề nó là hai góc này, đó chính là góc E và cái góc D ở đây này. Chúng ta lấy hai góc này cộng lại, có thấy là 30 cộng cho 35 là bằng 65. Góc này ngay lập tức chúng ta sẽ tính ra được cái góc, cái Z này là bằng 65 độ dựa vào góc ngoài. Các em hiểu chưa này? Ta có này, cái góc G1, vì G1 là góc ngoài của cái tam giác DGE, ta có, ta phải lập luận nha. Nhưng mà góc G1, cái này chính là bằng Z, nó sẽ bằng góc D1 cộng cho góc E. Như vậy đây sẽ bằng 35 độ cộng ở đây cho 30 độ, kết quả đây sẽ bằng 65 độ. Chỉ còn một bước như vậy thôi đã ra được Z là 65 độ rồi. Sau khi có 65 độ rồi thì chúng ta sẽ có tính cái góc Y ở đây. Chúng ta lấy 2 này cộng lại và lấy 180 độ trừ cho hai thằng này. Xong. Hả? Như vậy thì trong cái tam giác DFG ta có góc D1 cộng góc F cộng G1 sẽ bằng 180 độ. Như vậy D1 ta là 35 độ, cộng đây là Y, cộng đây là bao nhiêu? 65 độ sẽ bằng 180 độ. Như vậy y ở đây sẽ là 100 độ đó. Từ đây chúng ta suy ra y sẽ bằng là 100 độ trừ cho 180 độ trừ 100 độ thì bằng 80 độ. Xong. Hiểu chưa? Vậy y sẽ bằng 80 độ và z đây sẽ bằng 65 độ. Vậy đó. Hiểu chưa? Ta đã rõ chưa nào? Rồi, cách này thì cách nhưng kết quả nó phải là giống nhau nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu số 6. Chắc thầy sẽ làm bài số 6, bài số 7 trên clip này luôn các em nha. Bài số 6 cũng là hình học. Cho hình vị bên biết MX cho cái thằng này là song 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 thằng này này. Và cái góc XMO
XMO thì góc này thầy ký hiệu đây là 20 độ luôn này. INO góc này sẽ bằng là 110 độ này. Người ta yêu cầu em chứng tỏ MO vuông góc với ON. MO vuông góc với ON. Chứng tỏ, để chứng tỏ hai này thì các em nên đưa về để chứng tỏ cái góc MON này sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Nếu như các em tính được cái số đo của góc MON bằng 90 độ, người ta sẽ suy ra được MO sẽ vuông góc với ON. Mà để làm được điều đó thì chúng ta phải gặp cái dạng này, chúng ta phải vẽ một cái đường phụ. Ví dụ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng nó song song với MX và NY và đi vào O đây. Khi đó cái góc O này nó sẽ chia thành hai góc nhỏ. Được không nào? Giả sử như chúng ta sẽ vẽ mục tiêu, ví dụ đây là OA. Ở đây chúng ta có là vẽ cái tia ở đây AB đây, đây bên đây là B đây, vẽ cái tia OA song song với lại MX và song song với NY luôn. Bước đầu tiên, khi đó chúng ta sẽ ký hiệu thành cái góc O này trở thành ở đây là góc O1 và ở đây là góc O2. Được không nào? Như vậy thì cái góc O này sẽ bằng O1 cộng cho O2 và góc O này cũng chính là góc MON. Như vậy chúng ta chỉ cần tính được O1 và O2, chúng ta cộng lại là ra. Mà các em khi em thấy cái OA này nó song song MX và song song NY thì chứng tỏ cái góc O1 này so với góc OMX đây chính là hai vị trí gì? Hình chữ Z này. Thấy hình chữ Z không? Đây. Thấy hai góc này này, đó chính là so ly trong. So ly trong. So ly trong thì bằng nhau. Các em hiểu chưa nào? Đó. Ok. Như vậy ta có này. Ta có cái góc gì các em? XMO sẽ bằng với góc O1, ở đây sẽ bằng 20 độ vị so lê trong. Em chỉ việc ghi như vậy thôi. Tiếp tục, góc O1 tính được, bây giờ tính O2 này. Em thấy góc N ở đây, INO và góc O2 này, đây chính là hai góc gì? Trong cùng phía. Mà tổng số đo hai góc trong cùng phía thì bằng bao nhiêu? Bằng 180 độ, nghĩa là vị trí bù nhau. Em hiểu chưa nào? Tiếp tục em. Vị góc O2 và góc INO trong cùng phía, ta có cái góc O2 cộng góc INO sẽ bằng 180 độ. Từ đây thầy suy ra O2 sẽ bằng 180 độ trừ cho góc INO sẽ bằng 180 độ, ở đây trừ cho bao nhiêu này? Trừ cho 110 thì đây sẽ bằng 70 độ. Đó. Hiểu chưa? Vậy cái góc MON sẽ bằng góc O và sẽ bằng góc O1 cộng O2 sẽ bằng 20 độ cộng 70 độ sẽ bằng 90 độ. Như vậy góc này bằng 90 độ. Đúng không? Như vậy từ đây chúng ta suy ra MO sẽ vuông góc với ON, điều phải chứng minh xong. Để ta hiểu chưa? Cách làm ta là như vậy nha. Như vậy thì tới thời điểm này ở cái bài số 5 và số 6 liên quan về góc thì chúng ta đã hiểu rồi. Bây giờ thầy sẽ làm một cái câu số 7. Câu này gọi là câu dành cho các bạn học sinh giỏi nha. Xin giỏi nha. Tìm giá trị, ở đây viết tắt này, đây chính là giá trị lớn nhất. Giá trị lớn nhất của biểu thức A. Giá trị lớn nhất sau này chúng ta được học gọi là từ max. Max nghĩa là lớn nhất em nhé. Min là nhỏ nhất mà max là lớn nhất. Biểu thức A chúng ta là sẽ bằng là âm 2,68 trừ 2x trừ 5,9. Được chưa nào? Đối với cái dạng này á thì chúng ta phải nhớ này. Thầy giảng chỗ đây một xíu này. Này khó nha, khó hiểu chứ không phải dễ hiểu nha. Nhớ giá trị tuyệt đối của x so với số 0 thì nó như nào em? Cái này nó luôn luôn không âm. Nghĩa là bất kỳ một cái số x nào đó mà thế vào chỗ giá trị tuyệt đối này thì nó sẽ là không âm. Chúng ta phải hiểu cái này trước. Được chưa?
Như vậy đối dạng này thì giống như chúng ta đi xây nhà nghe, gọi là thợ hồ đấy. Chúng ta phải xây cái móng, nghĩa là chúng ta phải tạo nó có cái này để được biểu thức A. Thì để tạo cái này thì luôn luôn ta phải xuất phát từ cái biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối. Hiểu chưa nào? Được chưa? Vì này, giá tuyệt đối của 2,68, ở đây thầy làm rất chậm để các em hiểu nha. Như thế nào so với số 0? Cái này luôn luôn lớn hơn bằng 0, đúng không? Đấy. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta đã tạo được cái móng rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ xây lên tiếp cái phần tường. Ở đây thấy có dấu trừ không? Nhớ như thế này đúng không? Nhưng mà khi chúng ta thêm dấu trừ đằng trước giá trị tuyệt đối của x, cái dấu này ngay lập tức nó sẽ quay ngược trở lại nếu có dấu trừ. Được chưa nào? Như vậy thì từ đó chúng ta sẽ suy ra, thêm dấu âm đằng trước này. Ở đây có dấu âm này thấy không? 2,68 trừ 2x nó như thế nào so với số 0? À, nó phải nhỏ hơn bằng 0. Hiểu không? Hiểu chưa? Rồi, bây giờ tạo được cái này rồi đúng không? Bây giờ tiếp tục tạo cái thằng này. Thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ trừ cho 5,9. Thì bên đây, bên trái trừ 5,9 thì bên phải mình sẽ trừ cho 5,9. Các em hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, 2,68 trừ 2x. Ở đây thầy trừ cho 5,9. Thì bên đây cũng là 0 trừ cho 5,9. Được không nào? Khi trừ như vậy thì cái dấu này nhớ là nó không đổi dấu này. Cái dấu này không đổi dấu. Mà cái này đã chính là gì? Đây chính là A. Chúng ta đã tạo được không nè? Suy ra ở đây A sẽ bằng trừ 2,68 trừ 2x trừ 5,9 này nó sẽ nhỏ bằng 0 trừ 5,9 thì trừ cho 5,9. Chứng tỏ từ đây người ta suy ra A nhỏ bằng là âm 5,9. Như vậy giá trị lớn nhất của nó sẽ bằng âm 5,9 khi nào? Khi cái giá trị đối này bằng 0. Nghĩa là khi đó dấu bằng này sẽ xảy ra. Lớn nhất. Các em hiểu không? Lớn nhất của nó khi đó dấu bằng này sẽ xảy ra. Đấy, vậy giá trị lớn nhất của A nó sẽ là âm 5,9 khi nào với anh? Khi cái biểu thức nằm ở trong cái gì? Ở trong dấu giá trị đối này nó phải bằng 0. Khi là 2,68 trừ 2x này phải bằng 0. Bây giờ chúng ta giải tìm x nha. 2,68 chuyển này qua đổi dấu trở thành là 2x. Từ đây chúng ta suy ra x này sẽ bằng 2,68 chia cho 2 thì cái này sẽ bằng là 1,34 đó nè. Đó. Nên là x này sẽ bằng là 1,334. Xong. Thế thôi. Đó. Cái bài này gặp trường hợp này nhớ phải tạo nha. Chúng ta phải tạo. Giống như là một cái bộ xương là xây nhà vậy, chúng ta phải lắp tay, lắp chân, lắp thịt vô để trở thành một cái con người hoàn chỉnh. Dạng này là một trong những bài cực kỳ khó các em nha, cực kỳ khó đối với học sinh lớp 7. Và thầy nghĩ bất kỳ trong cái đề nào gần như nó cũng sẽ cho tìm giá trị lớn nhất hoặc là nhỏ nhất để dành cho các bạn học sinh giỏi để đạt điểm 10 em nha. Chúc em học tốt. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay cho em đề số 2. Bye bye các em nha. Ok.